kính gửi đến quý khách hàng. Để an toàn cho chúng ta, đẩy corona lùi xa, hãy cùng chung tay thực hiện 5 điều khuyến cáo của Bộ Y tế. 1. Hãy ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. 2. Nếu buộc phải ra ngoài, khẩu trang luôn đeo, khoảng cách an toàn 2m là 2m. 3. Tiếp nữa, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 4. Vệ sinh và để nhà cửa luôn thông thoáng, lau rửa thường xuyên các bề mặt, các điểm hay tiếp xúc, giữ sinh hoạt lành mạnh. 5. Và cần thiết, giữ liên hệ với cơ sở y tế, chủ động khai báo y tế trên ứng dụng ncovi.vn hoặc khai trực tuyến trên tờ khai y tế.vn nhé. Vì bạn mua hàng, chúng tôi luôn phục vụ, nhưng bảo vệ sức khỏe vẫn ưu tiên hàng đầu. Nếu có gì phiền hà, quý khách cứ ở nhà. Chỉ cần alo tổng đài miễn phí 1800 1060 hoặc truy cập thegioidiđộng.com. Chọn mua ngay một chiếc Samsung Galaxy, giao hàng nhanh chóng, đem nhiều mẫu chọn, hoàn toàn miễn phí, không mua không sao. Sắm Samsung không cần đi lung tung, đang ở chỗ nào hãy yên chỗ đó, mọi chuyện khó để Thế Giới Di Động lo. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ